à về danh hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện anh tải nghe à về xin chào kem chào mừng kem đã đến với bài giảng trước câu hỏi và bài tập môn tin học 7 bộ sách kết nối tri thức của trang web việt sách đầu tiên cô và kem sẽ đến với chủ đề số 1 máy tính và cộng đồng bài 1 thiết bị vào ra trong bài này cô sẽ giải đáp cho kem câu hỏi trong phần bài học này Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 1, trang 5, sách giáo khoa tin học 7. Em hãy quan sát hình 1.1 và trả lời các câu hỏi sau. Các thiết bị trong hình làm việc dưới dạng thông tin nào? Hình 1.1, micro và noa sẽ cho kem biết thứ nhất đó là micro, kem có thể quan sát trên màn hình ở bên tay trái màn hình của kem và noa, kem có thể quan sát ở bên màn hình tay phải của kem. Từ câu hỏi này, kem sẽ có câu trả lời như sau. Dựa vào hình 1.1, ta thấy rằng micro và loa là những thiết bị làm việc với thông tin dạng âm thanh. Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 2, trang 5, sách giáo khoa tin học 7. Em hãy quan sát hình 1.1 và trả lời câu hỏi sau. Thiết bị nào tiếp nhận thông tin và chuyển vào máy tính? Như kem có thể quan sát hình 1.1, micro và loa. Ta có câu trả lời như sau đó là thiết bị tiếp nhận thông tin và chuyển vào máy tính chính là micro. Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 3, trang 5, sách giáo khoa tin học 7. Em hãy quan sát hình 1.1 và trả lời câu hỏi sau. Thiết bị nào tiếp nhận thông tin từ máy tính đưa ra bên ngoài? Câu trả lời chính là thiết bị nhận thông tin từ máy tính đưa ra bên ngoài chính là loa các em ạ. Tiếp, Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 1, trang 6, sách giáo khoa tin học 7. Mỗi thiết bị vào ra trong hình 1.2 làm việc dưới dạng thông tin nào và thiết bị nào có cả hai chức năng vào và ra. Như kem có thể quan sát hình 1.2, đây chính là thiết bị vào ra. Thứ nhất, thiết bị vào của chúng mình sẽ có một số hình ảnh như là chuột, bàn phím. Hay là thiết bị ra Chúng ta có thể quan sát như là loa, máy in hay là tai nghe. Thì câu trả lời của chúng mình có thể thấy rằng đó là đối với thiết bị vào thì bao gồm các thiết bị như là chuột mà cô vừa nhắc tới. Chuột sẽ có dạng thông tin đó là văn bản và con số. Micro là một thiết bị dưới dạng thông tin là âm thanh. Camera dưới dạng thông tin chính là hình ảnh thiết bị đĩa cho dạng thông tin chính là âm thanh và hình ảnh kèm mạng. đối với thiết bị màn hình cảm ứng thì dạng thông tin của chúng mình đó chính là hình ảnh, âm thanh và con số. đối với thiết bị bàn phím thì dạng thông tin mà ta có thể thấy được đó chính là văn bản và con số. còn đối với thiết bị ra thì như là màn hình tivi hay là máy tính thì dạng thông tin đó chính là hình ảnh, văn bản, con số và âm thanh và màn hình cảm ứng thì dạng thông tin của chúng mình chính là hình ảnh, văn bản, con số và âm thanh. Đối với thiết bị tai nghe, ta có dạng thông tin chính là âm thanh. Thiết bị máy in thì dạng thông tin chính là hình ảnh và văn bản. Và thiết bị ra là loa chính là dạng thông tin của chúng ta quan sát được chính là âm thanh ke mạng. Và thiết bị vào có cả hai chức năng vừa vào và vừa ra chính là màn hình cảm ứng. Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 2, trang 6, sách giáo khoa tin học 7. Máy chiếu là thiết bị vào hay là thiết bị ra? Máy chiếu làm việc với dạng thông tin nào? Chúng mình có thể chuyển sang phần hướng dẫn câu trả lời. Thì máy chiếu là thiết bị ra và làm việc dưới dạng thông tin văn bản hoặc là hình ảnh kè mạng. Câu hỏi hình thành kiến Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 3, trang 6, sách giáo khoa tin học 7. Bộ điều khiển game như hình 1.3A là thiết bị vào hay là thiết bị ra. Như kem có thể quan sát hình 1.3, sự đa dạng của thiết bị vào ra. Hình 1.3A chính là bộ điều khiển game, thì theo kem, bộ điều khiển game là thiết bị vào hay là thiết bị ra. Thì để trả lời cho câu hỏi này, cô và kem cùng chuyển sang phần hướng dẫn câu trả lời. Thì như việc quan sát hình 1.3A thì ta thấy rằng bộ điều khiển game chính là thiết bị vào. Tiếp đến là câu hỏi hình thành kiến thức 10 số 4, trang 6, sách giáo khoa tin học 7. Màn hình cảm ứng ở hình 1.3B là thiết bị vào hay là thiết bị ra, hay là màn hình cảm ứng có cả hai chức năng vào và ra. Thì như kem có thể quan sát hình 1.3 màn hình cảm ứng như trên màn hình, thì ta thấy rằng màn hình cảm ứng vừa là thiết bị ra, vừa là thiết bị vào. Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 1, trang 7, sách giáo khoa tin học 7. Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu dạng nào của máy tính? A là con số, B là văn bản, C hình ảnh, D âm thanh. Để biết được đáp án nào là đáp án chính xác thì cô và các em sẽ cùng chuyển sang phần hướng dẫn câu trả lời. Thì đáp án chính xác ở đây chính là đáp án C. Máy ảnh sẽ nhập dữ liệu hình ảnh vào máy tính kè mạng. Tiếp đó là câu hỏi hình thành kiến thức 10 số 2 trang 7, sách giáo khoa tin học 7. Thiết bị nào chuyển dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài? A là máy ảnh, B là micro, C là màn hình, D là loa. Và đáp án chính xác ở đây chính là đáp án D các em ạ. Bởi loa là thiết bị chuyển dữ liệu âm thanh từ máy tính ra bên ngoài. Câu hỏi hình thành kiến thức 10 số 1, trang 8, sách giáo khoa tin học 7 em hãy lắp các thiết bị sau vào đúng cổng của nó bằng cách ghép mỗi chữ cái với số tương ứng. A là bàn phím, B là dây mạng, C là chuột, D là màn hình và E là tai nghe. Như hình 1.5, các em có thể quan sát đây chính là cổng kết nối của máy tính và đầu nối thiết bị. Và để trả lời cho câu hỏi này, thì cô và Kem sẽ cùng chuyển sang phần hướng dẫn câu trả lời. Thứ nhất đó là đối với bàn phím thì kem sẽ tương ứng với cột của ô số 7. Thứ hai đó là về dây mạng, dây mạng sẽ tương ứng với ô số 6. Tiếp đó là chuột, chuột sẽ tương ứng với ô số 7. Và màn hình kem có thể quan sát là ý D, D sẽ tương ứng với ô số 3. Và E của chúng mình là tai nghe, tai nghe sẽ tương ứng với số 4. Và cuối cùng là F sẽ tương ứng với số 8. Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 2 trang 8 sách giáo khoa Tin học 7. Một máy tính để bàn có cổng nối như hình 1.5. Các em có thể quan sát hình 1.5, đây chính là cổng kết nối của máy tính và các đầu nối thiết bị. Việc cấp nguồn điện cho máy tính cần được thực hiện trước hay là sau kết nối trên và tại sao? Để trả lời cho câu hỏi này, cô và các em sẽ cùng chuyển sang phần hướng dẫn câu trả lời. Thì việc cấp nguồn điện cho máy tính cần được thực hiện sau các thiết bị đã được kết nối để đảm bảo về an toàn điện kè mạng. Tiếp theo là câu hỏi hình thành kiến thức mới số 1, trang 9, sách giáo khoa tin học 7. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn? A là sử dụng, sử dụng nút lệnh Reset của Windows. B là sử dụng nút lệnh Shutdown của Windows. C là nhấn giữ công tắc nguồn vài giây. D là rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm. Để biết được đáp án nào là đáp án chính xác thì cô và Kem sẽ cùng chuyển sang phần hướng dẫn câu trả lời Thì đáp án đúng chính là đáp án B Vì để tắt máy tính một cách an toàn chúng ta phải sử dụng nút đệnh sút down của Windows Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 2, trang 9, sách giáo khoa tin học 7 Tại sao không lên vừa ăn vừa sử dụng máy tính? Thì như Kem đã biết, việc đó là chúng mình không lên vừa ăn vừa sử dụng sử dụng máy tính bởi vì khi đó sẽ dễ gây rơi, đổ thức ăn lên các thiết bị máy tính, khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy tính cũng như là không đảm bảo về mặt an toàn về điện. Câu hỏi luyện tập số 1, trang 9, sách giáo khoa tin học 7. Một tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì? A là thiết bị vào, B là thiết bị ra, C là thiết bị vừa vào vừa ra, D không phải thiết bị vào ra để biết đáp án chính xác, cô và Ken sẽ cùng chuyển sang phần hướng dẫn câu trả lời. Đáp án chính xác chính là đáp án C. Tai nghe có gắn micro là loại thiết bị vừa vào, micro là thiết bị vào và tai nghe chính là thiết bị ra. Câu hỏi luyện tập số 2 trang 9 sách giáo khoa tin học 7. Máy tính của em đang làm việc với một tệp trên thẻ nhớ, em hãy sắp xếp lại thứ tự các thao tác để tắt máy tính an toàn không làm mất dữ liệu. A là chọn nút lệnh sút đao để tắt máy tính. B đóng tệp đang mở trên thẻ nhớ. C chọn xếp ở Jimu Harvard để ngắt nối với thẻ nhớ. D là lưu lại nội dung của tệp. Cô và Kem sẽ cùng chuyển sang phần hướng dẫn câu trả lời. Thì thứ tự của các thao tác đúng chính là D, B, C và A. Câu hỏi vận dụng số 1 trang 9, sách giáo khoa tin học 7. Trên màn hình theo dõi, em thấy một người đang đứng trước camera an ninh. Người đó có biết em đang theo dõi không? Tại sao? Để trả lời cho câu hỏi này, cô và các em sẽ cùng đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Thì người đó không biết em đang theo dõi vì camera là thiết bị đưa hình ảnh vào và không đưa hình ảnh ra. Câu hỏi vận dụng số 2, trang 9, sách giáo khoa tin học 7. Máy in của em in ra những ký hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là do virus gây ra, em cần phải diệt virus ở máy tính hay là máy in và tại sao? Và câu trả lời chính là em cần phải diệt virus trên máy tính vì máy in chỉ là thiết bị ra và không lưu trữ cũng như là xử lý dữ liệu. Câu hỏi vận dụng số 3 trang 9 sách giáo khoa tin học 7. Kem hãy đề xuất một quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn và hiệu quả và chúng mình có thể trả lời cho câu hỏi là như sau thứ nhất đó là đến phòng đúng giờ ra vào trật tự ngồi đúng vị trí không mang các đồ ăn uống xả rác ra phòng hay không tự thay đổi tháo bỏ các thiết bị máy tính không tự ý cài đặt hoặc là gỡ bỏ phần mềm trên máy tính hay chúng mình có thể là khi không khi sử dụng xong là phải tắt máy tính đúng cách để lại bàn phím ngay ngắn vệ sinh sạch sẽ Bài giảng trước câu hỏi của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn Kem đã lắng nghe. Hẹn gặp lại Kem vào bài giảng sau nhé. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của việt rách